Xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh bậc Thầy Dạ Dày nha Và sau hôm nay xin chia sẻ một cây thuốc chữa đau ngực dạ dày Niêm đất dạ dày và HP dạ dày Cái này thì mọc rất nhiều ở bờ mương nha Hay là ở chỗ ẩm ướt Ở bãi ẩm ướt là rất là nhiều Và Sa sẽ quay cho mọi người xem nha Và Sa đang ở khu vực uh, trồng lúa Sa sẽ đi theo bờ mương nha Sẽ tìm cái thuốc của hôm nay cho chia sẻ Cái này thì mọc rất nhiều luôn đường hơi có đi tí xa xe dẫn mọi người đi tìm nha và đây đây chính là cái thuốc mà hôm nay xa chia sẻ nhá đây này chính là cây rau mương màu của bờ mương nên gọi là cây rau mương này rất tốt nha cho xương khớp hay dạ dày hay bị những khuẩn HP thật ra nhổ và giới thiệu cho mọi người xem nhá và hiện tại đã đang bị mưa đấy mây rất là đen này ta sẽ mang về chỗ tránh mưa để giới thiệu cho mọi người nhá ở đây thì mưa sợ không tiện và ra mọc rất là nhiều đây đấy. rất là nhiều nhá quân thấy nhổ ngay về áp dụng ngay nhá đây và sau đây xa miêu quả qua và cây rau mương nha rau mương này nó lại một cây nhỏ cao từ 20 đến 50 cm này cây cao nó cao khoảng một mét rồi và lá nó hình thôn dài này. Đấy. Và gần lá của mặt trước của nó đây. và lá nó mọc so le nhá mọc so leo và sau nó sẽ phân cảnh luôn và hoa của nó cũng màu vàng hoặc và màu trắng loại màu vàng này nó sẽ tốt hơn quả lo hình trụ và lo hình phòng ở đỉnh nha hiện tại thì cái này chưa có hoa và quả Đó. bộ phận làm thuốc thì cả thân cả lá nha còn dễ chúng ta sẽ bỏ đi cái này mọc rất nhiều ở bờ ruộng bỏ đi và lợi ẩm Cái này mọi người lấy về, mọi người sẽ rửa sạch Chúng ta sẽ để ráo nước và chúng ta sẽ chặt ngắn đi Chúng ta sẽ phơi khu Phơi khu xong chúng ta sẽ xào vàng Mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng từ 30 đến 50 g khu để Dùng riêng một vị cũng được Hoặc là chúng ta sẽ kết hợp với thuốc khác Và có thể kết hợp các vị thuốc khác như là Nó khôi tiễn, dạo cẩm, trà dây Chúng ta sẽ sắc đu uống hàng ngày chúng ta sử dụng mỗi vị 20 gam nhé chúng ta cũng có thể nấu cao, nấu cao chúng ta sẽ sử dụng 10 gam, chúng ta dùng liên tục và đến khi nào khỏi thôi nha. Ờ, chúng ta sẽ uống sau ăn đấy. Phương pháp này rất là hiệu quả, sa đã chia sẻ cho rất nhiều người áp dụng và thành công. Và bên cạnh đó sa đã làm sẵn và hỗ trợ những bác nào không tìm được nguyên liệu hoặc là không có thời gian làm, rất là dễ sử dụng rồi. Mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng 70 ml, chúng ta chỉ sử dụng chỉ tầm đấy thôi không phải uống nhiều đâu. Rất là dễ sử dụng rồi ai cũng có thể mang đi được rất là tiện lợi mọi người cần có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc kết bạn Zalo 0366 600 226 đấy, số điện thoại đến là số của xa nha. điện thoại này có hiện trên màn hình đấy. mọi người có thể kết bạn và uh, liên hệ trực tiếp với xa nha. và sẽ gửi đường bưu điện cho mọi người vâng vừa rồi xa có chia sẻ một phương pháp chữa viêm đất dạ dày trong ngược dạ dày hay hát với dạ dày được cây da mương rất là hiệu quả nha. rất đơn giản và dễ kiếm mọi người xem video hay Hãy chia sẻ rất rộng rãi cho bạn bè và người thân của mọi người. Những ai mà đang bị đau dạ dày áp dụng ngay nhé. Và sau đây sẽ xin kết thúc video tại đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh và thông báo để ủng hộ cho xa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Chào.